Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong những ngày gần đây, có một em rất là trẻ tuổi đã đến các cơ sở tôn giáo để mà phá rối cũng như có những cái lời tục tiểu không thể chấp nhận được. Em đã xúc phạm đến các ảnh tượng tôn giáo. Em đã live stream trên trang Facebook của mình và công bố công khai cho nhiều người biết đến. Thì Quang Hải mời quý vị và anh chị em xem qua những cái clip mà em đã đăng trên trang Facebook của mình. Em đang đứng trước ảnh tượng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và em đang cầm một bó hoa và em đã có những cái lời nhục mạ. Đây là cái cử chỉ, đây là hành động của em đối với việc sống thì có tiền nó bọt nó chơi cái đụng mẹ không phải tôi đi ngay thằng chú có thằng tật thì mày mày ốm tao bố năm trời đâu mẹ. Đây là một hành động không thể chấp nhận được. Còn đứa em ghé nữa nha mày. Tiếp theo đó là đoạn video em đã đến một ngôi chùa và dùng chổi để mà xúc phạm tuổi ảnh vì nó quét tôi quét cho mày nha. Tôi nói cho mày nghe này, nằm ngủ á đừng cứ nằm nghiêng, hiểu không? Nằm nghiêng á nó bị bệ cuộc sống, hiểu không? Còn ngủ á thì ngủ với vợ nè, ngủ với con nè nó vui, hiểu không? Mày làm khổ vợ của con nhiều lắm rồi chưa mày, có nhiều lắm rồi chưa mày, làm khổ nhiều người lắm rồi chưa mày, mày nghe nói chưa? Còn đường á nhiều đường đi lắm, nhiều đi chơi lắm, nhiều đường sống lắm, nhiều đường vui vẻ lắm, đụng không có tới dù đế bất chánh độ giải thoát gì đây, mày nghe nói chưa mày? Mày nghe nói chưa? Đụng má làm khổ tao bao lâu rồi mày, mày nghe nói chưa mày? Kính thưa quý vị và anh chị em, như quý vị và anh chị em đang xem những hình ảnh đây thì đây là một hành động không thể chấp nhận được. Quý vị và anh chị em nghĩ sao về cái hành động của một cái anh thanh niên như thế này? Tướng rất là đẹp trai. Kính thưa quý vị và anh chị em, đây là một trong những nhiều video mà em đã đăng tải trên chính trang Facebook của mình. Và em đã có những cái lời lăng mạ thô tục đối với ảnh tượng tôn giáo cũng như việc xúc phạm đến những cái nơi thờ tự như vậy. Không biết quý vị và anh chị em có thể giúp hoán cải chàng thanh niên như thế này không? Thì quý vị và anh chị em nếu ai có thể nhận diện được người này ở đâu thì quý vị và anh chị em hãy để lại lời comment bên dưới để giúp anh ta có cái hành sự đúng đắn trong cái việc mà anh ta đã làm. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành.